chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một nhân vật khách mời rất là đặc biệt, và Vân hy vọng là sự có mặt của anh chàng này cũng sẽ làm cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao trở nên thú vị hơn. Khách mời ấy là ai? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thông qua những hình ảnh giới thiệu ngay sau đây. Mời quý vị vô nhà của Hiếu tham quan. Đây, ở nhà thì mấy nãy mẹ Hiếu mới nấu cho Hiếu đồ ăn, xong rồi giờ mẹ đi ra ngoài công việc rồi. Hiếu đang chờ mẹ về, rồi tí nữa ngồi hai mẹ con ăn cơm chung. Trong khi chờ đợi thì bây giờ Hiếu sẽ giới thiệu cho chương trình và các bạn cái tủ lạnh của Hiếu. Cái loại trái cây này Hiếu hay dùng là để mà những cái loại nó mát hơn, ví dụ như là dưa hấu nè, rau lan. Hiếu cũng rất là thích, bởi vì rau lan Hiếu hay ăn chung với mắm nêm, thì cái rau lan nó có vị cũng rất là ngon. Ngoài ra thì rau muống Hiếu hay thường ăn với rau muống xào tỏi đó, nó rất là thơm. Cái rau này khi mà mình xào xong hoặc là luộc xong thì mình cũng lấy cái chất rau để mình làm canh, mình vắt chanh đồ vô thì nó cũng rất là ngon. Ngoài ra thì đây là rau dền, Hiếu cũng thích khi mà luộc lên chấm với mắm nêm thì mình rất thích, bởi vì nhà Hiếu là người miền Trung mà nên ăn mắm nêm đồ cũng hơi nhiều, nó cũng hơi mặn đó. Ngoài ra cũng có nhiều cái rau như là rau mồng tơi nè, đó, ăn rất là mát. Cũng có những cái đồ đông lạnh, ví dụ như thịt gà nè, thịt heo hoặc là cá đó. Những lúc mà mình khuya á, mà mỗi lần Hiếu hay đi làm về Hiếu hay đói á, thì Hiếu cũng có đồ ăn sẵn ở trong để mình tự làm cho mình những cái món ăn nó đơn giản. Món tủ của Hiếu thì không có. Nói chung là mấy món đơn giản Hiếu biết làm, chỉ có làm mấy món thường thường khuya mình hay thức coi phim rồi mình đi ra ngoài mua đồ không được thì mình chỉ có nấu mì tôm rồi luộc rau, luộc trứng rồi vậy thôi, chỉ chiên cơm vậy thôi chứ cũng không biết làm gì nhiều. Như mọi người khác họ ăn cái món đó họ thèm và họ phải có cho bằng được. Hiếu thì không, Hiếu thì có thì ăn, không có thì thôi. Nhiều khi ví dụ như bạn Hiếu rủ Hiếu đi ăn đi, kêu bây giờ anh thích ăn món gì, mình cũng rất là dễ tính, mình kêu ăn gì cũng được. Rồi bạn Hiếu nhiều khi cũng rất là trách móc, kêu chứ anh ăn uống kỳ quá, không có gu gì hết. Mỗi lần đi đâu rủ đâu, đáng lẽ anh phải là muốn đi ăn cái gì hoặc là anh thích ăn món gì, nhưng mà mình thật ra thì mình ăn cái gì cũng được, nó rất là dễ tính, quan trọng nhất là ngon là được. Thật ra thì body cũng không có chuẩn lắm đâu. Hiếu thì ăn hay bị, thứ nhất là cái bụng Hiếu thì nó sẽ rất là bự, nó mập, không mập, đa số mập cái mặt với mập cái bụng không à, chứ nguyên người không có mập. Nên là Hiếu cái phần ăn trước đây thì Hiếu ăn cơm nhiều, mà dạo này thì Hiếu sẽ kiêng cái phần tinh bột nhiều để mà bụng cho bớt bự với lại giảm mỡ lại. Ví dụ ăn những cái món mà nó nhiều mỡ quá thì mình bớt ăn lại thôi, còn tất cả mọi thứ thì mình ăn tự nhiên, mình ăn vừa phải, với lại cái về đêm thì mình không ăn quá no thôi. Nhìn quanh tôi một chùm núi cao,
mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời. Người phương xa hay cùng đến nơi, tay bắc khi xuân về. Lòng non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình. Ai cũng sẽ đến một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Tuyệt vời, và đây chính là khách mời của Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay, ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cảm ơn Hiếu đã đến đây. Ôi các bạn dễ thương quá luôn á. Hiếu biết không, ở chương trình này có một đội ngũ shipper. Bình thường là shipper sẽ phải đến nhà của nhân vật khách mời, bưng nguyên cái tủ lạnh đến phim trường để mà ghi hình. Đó là một cái điều đã rất là nan giải rồi, vậy mà Hiếu còn đầu tư hơn, bưng luôn 4 mỹ nữ từ núi rừng Tây Bắc về tới phim trường mà các bạn vẫn xinh đẹp rạng rỡ như thế này. Cảm ơn các bạn nhiều. Tại vì ngày hôm nay một bài hát Xuân, Hiếu cũng muốn gửi đến cho mọi người một cái bài nó cũng khá lạ, một cái giai điệu pha giữa âm nhạc dân gian với lại hiện đại. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao là những nhân vật khách mời phải được đãi những món thật là ngon rồi đó. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón hai người chơi của Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin chào. Hai bếp ở đây sẽ là hai cái chiến tuyến mà các bạn sẽ phải thể hiện năng lực của mình đó. Nhưng mà để chúng ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn thì xin mời các bạn sẽ cùng chơi mini game nha, chịu không? Mình làm nóng cơ thể trước khi mình thi chính thức được không? Dạ được ạ. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với mini game của Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng ta sẽ làm gì với những cái vòng này đây? Không lẽ chỉ đứng một chỗ mà quay như thế này sao? Không, mọi chuyện đâu có đơn giản vậy. Để thi tài trong mini game này, các bạn sẽ xuất phát từ đây. Hãy lắc chiếc vòng này, lắc, lắc, lắc và lắc đến cái vạch này. Hãy xoay tại chỗ 10 vòng. Bên trái hay bên phải gì, tùy chiều các bạn mong muốn. Sau khi xoay xong, ông sẽ phát cho các bạn 5 chiếc vòng nhỏ này. Mình sẽ dùng nó để mình ném vào những cái cục phân cách kia. Các bạn hãy trở về vạch xuất phát ban đầu và tiếp tục làm như vậy một lượt nữa. Cứ như vậy, sau thời gian 2 phút thì kết quả sẽ tính là ai ném trúng nhiều vòng hơn thì sẽ là người chiến thắng ở trong mini game này. Để cho các bạn cũng như quý vị khán giả rõ hơn về luật chơi của trò chơi này thì chúng tôi thiết nghĩ là cần phải có một nhân vật thị phạm, và người đó không ai khác sẽ là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Xin mời. Đúng Hiếu? Ổn không được Hiếu? Được đó, hồi nhỏ chơi lắc vòng có nhảy dây không ạ? Chơi lắc vòng có nhảy dây không ạ? Vậy trời ơi, được ha, chơi những trò chơi rất là đàn ông phải không? Đúng rồi, rồi. Bánh đũa rồi. Rồi, nào cố gắng nha. Lắc vòng càng đẹp thì càng tiết kiệm được thời gian. Ôi chà, ôi trời ơi, trời ơi. Đi tới nó hơi khó à. Khó quá, khó quá. Đúng Hiếu? Ổn không được Hiếu? Được chứ, hồi nhỏ chơi lắc vòng có nhảy dây không ạ? Nào, vừa lắc vừa đi nha. Nào, đi nào, tiếng nào, tiếng nào bé ơi. Rồi xoay tại chỗ 10 vòng. Xoay tại chỗ 10 vòng. Rồi 2, 3, 4, 5, rồi 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ném vòng đi. Ôi, chóng mặt quá. Rồi ráng đi, cố gắng lên. Nè. Cái này thì dễ rồi, cái này thì dễ rồi. Dễ. Ôi da.
Cái này thì dễ rồi, dễ rồi. Dễ, thử đi. Ây da, trời ơi ta. Ủa cái nào cũng được hả? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được hả? Rồi. Cái này trước là hay chơi rồi, lượt đi. Nhớ hay quá ta. Rồi đó, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ sẵn sàng chưa nào? Cố lên nhá. Rồi xin mời hai em bước vào vị trí. Và chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho hai bạn. Cố lên! Cố lên! Cố lên! À, tôi xoay tay trước. Cố lên! Cố lên! Cố lên! 4, 5, okay, 6. Anh chơi đi! 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 Cố lên! Cố lên! Cố lên! Còn cái, cố còn lên! Cái. Rồi, quay rồi, về! Quay về! Quay về! Chưa, quay chưa hết giờ! Quay lại điểm xuất phát! Quay về! Lắc! Quay lên! Nhanh Nghĩa ơi! Sáu mươi bông, 60 bông. Trời đất ơi. Hết giờ luôn đi. Không ai làm nữa đâu. Đuối rồi, rối loạn tiền đình rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ tổng kết xem là hai bạn được bao nhiêu vòng nha. Bây giờ okay, giờ Hiếu gom đếm. Bên này thấy cũng khá khá. Để coi coi. Đây là số vòng của Vũ Luân. Còn đây là số vòng của Hải Nghĩa. 15 5 10 17 Yeah, 17 là số vòng của Hải Nghĩa. 17. Như vậy là ở mini game này thì Hải Nghĩa đã xuất sắc hơn chút xíu, nhỉnh hơn chút xíu so với bạn Vũ Luân. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn đã mang đến một mini game rất là dễ thương cho khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ngôi sao nhà bếp. Đây là phần thi hấp dẫn nhất. Chúng ta sẽ thấy được là hai chàng trai này họ sẽ phải cố gắng ra sao để có thể tạo ra món ngon trong một thời gian quy định là 30 phút. Nhưng mà trước tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng khám phá một cái vật dụng không thể thiếu của phần thi này. Đó chính là cái tủ lạnh. Và tủ lạnh này là của ai? Đương nhiên là không phải của chương trình. Tủ lạnh này là tủ lạnh của nhà Hồ Quang Hiếu. Được một đội ngũ shipper đẹp trai 6 múi bưng về đây đó Hiếu. Và xin mời quý vị hãy cùng khám phá tủ lạnh của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đó, quý vị thấy không, đây là tủ lạnh của Hồ Quang Hiếu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá tủ lạnh của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Xin mời các bạn. Rồi mình sẽ mở tủ lạnh ra cho các bạn cùng khám phá nha. Các bạn nhìn thật kỹ bên trong tủ lạnh này có những món gì. Ghi nhớ địa điểm để lát mình có thể lấy nha. Rồi tiếp tục. Các bạn đã thấy chưa? Rồi, quá trời đồ luôn. Rồi xin mời các bạn ra đây. Bây giờ thì các bạn sẽ có 30 giây để mà đem về cho mình những nguyên vật liệu cần thiết cho việc chuẩn bị món ăn của các bạn ngày hôm nay. Và hãy nhớ cái gian bếp của mình là khu vực nào để mình đem nguyên vật liệu về đúng với bếp của mình. Đừng có đem lộn qua nhà người ta nha. Và 30 giây để thu thập nguyên vật liệu nấu nướng ngày hôm nay dành cho hai người chơi. Bắt đầu! Bây giờ mình sẽ phỏng vấn từng bạn đi. Hải Nghĩa ơi, ngày hôm nay Nghĩa sẽ nấu món gì cho anh Hồ Quang Hiếu vậy? Ngày hôm nay thì em xin nấu cho anh Hồ Quang Hiếu ăn là món cá hồi sốt bơ chanh. Cá hồi sốt bơ chanh. Chúng ta sẽ cần có những nguyên liệu là gì nè Nghĩa ơi? Thì nguyên liệu của nó là chắc chắn sẽ có bơ và chanh. Thì để cho cá hồi được ngậy thơm lên thì em thêm gừng và tỏi. Và sau đó thêm một chút vị cay nồng của ớt. Và để cho nước sốt của nó được sệt hơn thì em sử dụng bột bắp và các gia vị phụ liệu còn lại. Chưa ăn món này. Xíu nó sẽ được ăn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em đợi một chút xíu chị phỏng vấn bạn Luân xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đến phần nấu nướng nhé. Rồi, qua đây. Luân ơi, ui, cũng là cá luôn hả? Dạ. Hôm nay Luân nấu món gì cho anh Hiếu vậy? Em sẽ đưa anh Hiếu về miền Tây cá lóc hấp bầu. Món này gồm có những nguyên liệu gì vậy Luân? Nguyên liệu chính là cá lóc và bầu. Ngoài ra thì có hành,
ngò và củ hành của chúng ta. Để cho cái vị nó thơm hơn thì em có sử dụng gừng ở đây nữa. Chúc hai bạn sẽ có những món ăn thật là ngon trong ngày hôm nay. Hiếu ơi, giờ đây thì hai người chơi của chúng ta đã sẵn sàng với thử thách nấu nướng rồi. Và 30 phút dành cho phần thi Ngôi sao nhà bếp xin phép được bắt đầu. Mời các bạn hãy bắt đầu với công việc của mình đi. Luân ơi, cái này mình sẽ làm khâu nào trước vậy? Em sẽ sơ chế cá trước. Cá đánh vẩy xong thì em sẽ dùng chanh để rửa lại, để cho nó bớt vị tanh, vị nhớt khi mà chúng ta hấp lên. Xắt nó ra, dạ. Để khi mà chúng ta ốp á, nó sẽ trọt thấm vào. Ủa Vân ở nhà có hay nấu ăn không? Cũng hay nấu ăn lắm Hiếu. Nhưng mà không có thời gian cho nấu ta. Đúng rồi, có những ngày đi quay thì chịu. Nhưng mà những ngày nào được về sớm thì cũng ở nhà thì mọi người sẽ phân chia nhau. Ai tiện thì nấu thôi chứ cũng không có quy định là đó là việc của ai. Và cũng có khi là chồng Vân nấu nữa. Chồng biết nấu ăn hả? Chồng biết nấu. Học nấu ăn mới được. Nếu mà có thời gian, nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thật ra nấu ăn nó là một cái kỹ năng mà chúng ta nên có. Ít nhiều gì cũng nên tại có. Tại vì mình cũng có nấu, tập nấu mấy lần nhưng mà thấy không ai dám ăn. Thấy không ai dám ăn. Nấu xong thấy mọi người chê quá. Cũng có thể là do... Với lại hồi lúc trước cũng có quen bạn gái, nhưng mà bạn gái sành ăn quá. Nên là khi mình nấu bạn gái khó. Đó. Vậy hả? Bạn gái nào vậy? Phải bạn gái gần nhất không? Cỡ gần nhất. À, hiểu luôn. Và khi mà em ốp cá này em sẽ không cho đường. Cá lóc đồng nó sẽ ngọt sẵn, bầu nó cũng ngọt. Khi mà chúng ta thêm đường vào thì nó sẽ ngọt gắt luôn, sẽ không ăn được. Rất là khó ăn. Này đang ướp hả em? Dạ đúng rồi, em đang ướp này. Rồi thôi em cứ tiếp tục với công đoạn ướp này đi, không làm phiền em nữa, cố gắng lên nhá. Mình bắt đầu từ đâu vậy Nghĩa? Thì lúc nào cũng vậy chị. Muốn ăn cá mà mình muốn ngon thì bắt đầu mình phải ướp trước. Thì bây giờ em sẽ ướp các nguyên phụ liệu vào. Nhưng mà Hiếu có lưu ý gì không? Ví dụ thích cái vị như thế nào thì có thể nói cho Nghĩa để bạn ấy sẽ để ý hơn. Vì anh Hiếu nói là thích ăn tái cho nên là em sẽ tái chanh trước cho nó tái sợ ngoài. Thật ra thì mình ăn mình cũng không biết cái gu mình ăn như thế nào, cũng không biết cái gu mình ăn như thế nào. Oh my god. Này bỏ vô mình cảm giác là ngon miệng thôi. Chứ mình không có biết cái vị có ăn. Nghĩa là không có một cái nguyên tắc hay là một cái quy định gì hết đúng nói không? Chung là mình ăn là mình cảm thấy là nó ngon thôi chứ mình không biết. Có nhiều người ăn á, họ ăn họ biết là ồ cái này nó ngon cái gì. Ví dụ như người ta thích ốc rang bơ rồi chẳng hạn thì người ta sẽ thích cái bơ đó hoặc là cái phô mai hoặc là gì đó, nhưng mà mình không biết, mình chỉ biết ngon miệng thôi. Rồi ví dụ qua tới ốc luôn. Cho dễ hiểu. Không, nhưng mà sống như Hiếu phải cũng dễ chịu. Có nghĩa là mình không phải đặt ra quá nhiều nguyên tắc cho mình. Chỉ đơn thuần là mình cảm giác mình thích, mình cảm thấy nó thú vị, vậy là được. Có nhiều người họ ăn họ cũng khó tính lắm á. Ví dụ như ăn họ phải tới ngay cái quán đó ăn cho bằng được và ăn bằng được cái vị đó. Hiếu có thắc mắc gì về cái khâu ướp cá hồi của Nghĩa không? Cũng không rành lắm đâu. Cá hồi thì mình ăn thì đa số ăn sống thôi, trước giờ ăn sống chứ mình chưa có ăn ăn chín thì thấy nó hơi bị bở xíu. Dạ, đúng. Nói chung khi mà mình làm chín quá thì nó sẽ bở, nhưng mà cái này là mình chỉ áp chảo, mình đặt vào chảo nóng có bơ sẵn rồi mình lật qua liền thì nó sẽ không bị bở. Thôi bây giờ mình ra ngoài đi, mình đứng đây mình phỏng vấn ngoài mấy bạn mất tập trung á. Để anh ta nấu phải không? Để cho anh ta tự nhiên người ta nấu xíu mình vô vậy đi. Thường thì anh thích ăn món gì nhất? Anh này anh ăn tùm lum hết, nhà anh thì người Huế nên là hay ăn mấy món Huế thì làm hơi mặn với hơi cay ấy. Rồi đúng rồi. Miền Tây hơi ngọt đúng không? Nhưng mà em cũng sẽ có sử dụng hơi tí ớt và gừng và tiêu nữa thì. Không, tí nữa em làm mấy cái này nguyên liệu này, thí dụ tí nữa làm cái nước sốt của nó có đặc không ta? Dạ có. Có hả? Em sẽ làm nước sốt chấm riêng chứ không chấm dùng... riêng chứ nó không phải là sốt trong đó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, rồi anh đi qua bên đằng kia coi thử. Thơm quá ta. Dạ. Thì em đang áp chảo với bơ anh. Cái này là tí nữa là mình già làm nước chấm hả? Dạ không, cái đó là để em nấu sốt. Tí nữa là sốt với cá luôn hay sao? Đúng rồi, sốt thẳng lên cá luôn. Tại vì món ăn này thì mình để ăn nhẹ, ăn kèm với khoai tây hoặc là bánh phồng. Thì có thể ăn với cơm, nhưng mà thường thường thì người ta sẽ ăn chơi, ăn theo kiểu như là khai vị. Nói chung là có thể anh đứng đây mà anh coi em từ đầu đến cuối làm, anh về anh làm được món này, thấy món này nó có vẻ hơi dễ không? Thơm quá. Đói bụng quá, sáng giờ anh chưa ăn gì. Đang chừa bụng để ăn của mọi người. Con cá này chiên nó rất là mau chín nha.
Rồi bây giờ bắt đầu sốt đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sẽ cho tỏi với gừng vào. Ủa bây giờ cái nước sốt này các em đổ cá lại thêm lần nữa hả? Dạ không. Em chỉ trang trí cá ra. À sốt mình tưới lên này phải không? Dạ đúng rồi. Sao rồi? Ủa? Hoàn thành luôn rồi hả? Dạ. Ui, Hiếu, nhìn thấy sao? Nói chung là nhìn nó ra cũng đẹp đẹp, ngon ngon. Thôi bây giờ tiếp cận gần đi, nói riêng đi. Vân là ngửi được không? Được. Nói chung thì nhìn nó cũng ngon, nhưng mà nhìn nó không có nóng đúng không? Vì bình thường cái nước sốt mà nó lỏng á chị, thì khói nó sẽ lên. Còn này là mình làm sốt sốt đặc. Thì khi mà đổ ra nó sẽ nguội rất là nhanh. Và khi mà em đổ ra thì nó sẽ thấm vào cá. Nhưng mà cái việc mà nó nóng hay nguội nó có ảnh hưởng đến cái khẩu vị của món không, này không? Tại vì em đã tái chanh cái món cá rồi. Khi mà nguội thì nó không bao giờ tanh. Ngon quá, thơm quá. Rồi đã công nhận là ngon là thơm rồi hả? Đó, đây nè. Thơm quá thơm. Hiếu nhìn gần đi để xem có cần thắc mắc cái gì không? Nói chung là cái này hơi thiếu một cái. Cái gì vậy? Tiêu. Tiêu đã có rồi á anh. Có rồi hả? Mà tại nhưng mà Hiếu thích ăn cay hơn hả? Nó tiêu thì nó sẽ thơm hơn, từ cá nó khử mùi nữa mà. Nhưng mà tiêu thì mình sẽ rắc sau. Sau khi hoàn thành xong thì mình sẽ rắc tiêu lên sau. Thơm quá. Bây giờ thì các bạn ơi, thời gian cũng đã gần hết rồi. Các bạn hãy nhanh tay hoàn thành khâu cuối cùng để chúng ta sẽ cùng bày biện món ăn của mình ra nhé. Và 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đây, hai tác phẩm của hai bạn Vũ Luân và Hải Nghĩa. Một bên là cá lóc hấp bầu. Một bên là cá hồi sốt bơ chanh. Và người thưởng thức duy nhất đó là Hồ Văn Hiếu. Ốc đâu được ăn đâu. Bây giờ xin mời Hiếu, mình sẽ bắt đầu từ món bên này ha. Trời ơi, cái gương mặt này khó đoán quá. Cái gương mặt này nó tải nhiều cảm xúc quá vậy. Thêm phát nữa. Đó, mình có thể gấp ra đây. Mình giữ lại cái cảm xúc đó cho riêng mình đi, xíu mình mới phân tích. Trời ơi, coi kìa. Cái này là quảng cáo luôn đó, chiếu chậm đó. Là quảng cáo đồ ăn đó. Ý da. Mời bạn tráng miệng. Thôi, giờ qua đây tiếp. Qua đây. Món ủa đi ăn sao em? Ăn cá thôi hả? Dạ, anh sẽ ăn cá. Sẽ bỏ bầu đi chứ ha. Bầu mình có thể ăn được luôn nha anh. À, thuộc bài luôn. Phải có chấm sốt. Cái sốt nhìn cũng hấp dẫn ha. Có vị cay của tiêu. Mệt tim. Mệt tim quá. Thư giãn đi em. Sốt này thấy ngon á. Rồi. Cái món bên đây á thì món cá hồi cũng ngon, cái sốt nó cũng là lạ, nó hơi có vị chanh chanh xíu, nó hơi nó là cá hồi sốt bơ chanh mà. Nên nó hơi chua chua nhưng mà nó không chua lắm. Thì cái sốt này nó cũng đậm đà. Cá lóc hấp bầu thì cái sốt rất là ngon. Có bị xương không? Xương thì mình chưa đâu nè, gắp thịt rồi có xương đâu. Gắp thịt rồi có xương đâu. Phải có chấm sốt. Tại vì anh lo lắng là anh ăn cá lóc anh bị hóc xương, ảnh hưởng cái cổ họng của anh đó. Nói chung là cả hai món này đều khá là ngon. Nhưng mà đương nhiên là Hồ Quang Hiếu sẽ phải cân nhắc chọn lựa, bởi vì chỉ có một ngôi sao nhà bếp trong mỗi một tập phát sóng mà thôi.
Rồi Hiếu cứ suy nghĩ về quyết định cuối cùng của mình đi. Còn bây giờ quý vị khán giả ơi, hãy thư giãn trước khi chúng ta biết được kết quả cuối cùng của khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, bây giờ thì quà tặng cũng đã sẵn sàng rồi. Phần thưởng 5 triệu đồng của ngôi sao nhà bếp cũng đã ở trên tay Hồ Quang Hiếu rồi. Quan trọng nhất là cái vị của hai món ăn này thì Hiếu đánh giá món nào sẽ xứng đáng là món của ngôi sao nhà bếp ngày hôm nay? Theo Hiếu thì Hiếu ăn cái món của bạn bạn Luân nè, thì Hiếu rất là thích. Nói chung là ăn vô cái là thấy muốn ăn nữa, nói chung là ghiền, nó còn nóng hổi và cái nước sốt của nó rất là ngon. Nên là ngày hôm nay Hiếu chọn bạn Luân, tại vì nấu ăn rất là ngon. Vậy là Vũ Luân sẽ là ngôi sao nhà bếp của khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Chúc mừng Vũ Luân. Thực sự cũng phải cảm ơn Hải Nghĩa rất là nhiều, vì chị biết rằng là cá hồi là một món không hề dễ chế biến. Trên tay của Vân là hai món quà gửi tặng cho hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng đây sẽ là một người bạn đồng hành đối với hành trình nấu ăn của cả Nghĩa lẫn Luân. Và gửi đến hai bạn nhờ Hiếu hỗ trợ nhé. Tặng cho hai bạn món quà này. Em cầm này cho. Dạ. Của thương hiệu Elmix. Em cầm này cho. Ôi trời. Trời, ngôi sao nhà bếp ngày hôm nay là chuyển qua bạn Hiếu luôn rồi hả? Không, cầm giùm thôi. Nhưng mà mọi người hãy nhìn sang hướng bên này, vì đây chính là ngôi sao nhà bếp của chúng ta. Còn Hải Nghĩa thì cũng là một đầu bếp rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn Hồ Quang Hiếu đã đến đây và mang đến những giây phút rất là thú vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đón xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị khán giả, chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong Khẩu vị ngôi sao lần sau.